Hi, Loam, and welcome back to my channel again. I'm dying. Alright, mua nhầm bán nhầm vậy. Secrets in my pocket locket. And I'll keep it down. I don't know if I'm crying. The fragrance of rock. The fragrance of romance is truly intoxicating. Mua bản Quy Đen 2 cũng khá là hay ho, và đang sẽ mua lại. Chơi không thì chưa biết, nhưng mà mình sẽ mua lại đấy. Em sẽ đánh góc kia đi. Ngon, đúng góc mình cần anh em ơi. Lon có liềm. Brad mình được đấm trước này. À không, Brad mình đấm sau rồi. Ui, Vio ulti trúng người mình rồi. Sao mình xiên hai phát mới chết bạn kia rồi. Không nhân đôi đam hay sao ấy, cảm giác floor kia xiên một phát cũng chết floor mình luôn. Mười đen. Quýt này, các bạn sửa quýt này đi nhé. Không cần thắng nữa anh em. Giữ máu, giữ vàng thôi. Floor kia không nhân đôi đam hay sao ấy rồi. Xem lại xiên bao nhiêu đam nhé. Này chắc mình thua. Mình rõ cái gì mà nhiều đam. Floor mình chưa bất liềm ra. Type on the vibe, episode Saturday night. Every night. Vio lỡ con Amelie à? Maybe. Secrets in my pocket locket. Keep it down, it's my heart to drop it. Càng thế Vio 2. Còn mình có liềm của đấy, né đống đam anh em. Chưa chắc thắng được bạn. Trừ khi rat mình đá đúng người. Thua anh em. Chắc bán con Violet đi. À, chưa thua đâu, đấm được đấy. Ok. Em trận này có liền, mình sẽ cân nhắc để đánh... Đánh một cái đội gì đó, cung thủ hoặc là thú đó gì đó nhé. Thú thiết gì, cung thủ gì đó. Shall I compare thee to a summer's day? This world will be purged. I am the Ghost Walker. You ready for this? Huh.
Shall I compare thee to a summer's day? Xem ra đồ gì nhưng... thường đồ xấu này chắc phải đánh cung. Thú à? Thú thôi. Thú thôi anh em. Secrets in my pocket locket, and I'll put it down and drop it. Lo phát một đấm này, xiên không nhiều đam lắm này. Có mình còn liềm không? Xiên được cả ba. Úi đánh được, đi không được. Bèn tới đây, bị cần hết rồi. Nhà kia, nhà bạn kia cũng khỏe, nhà bạn kia 2 floor. Khỏe đấy. Sau này đồ giống giết thật. Dao này sớm này. Thần cũng tí nhà nguyên tố bán thần. Này vào được, nguyên tố em bỏ đi rồi. Con này vào được. Yon này không ai chơi à? Chơi Yon à? Này không cần này. Tự nhiên nhòn lại thôi. Manlock thì thực ra không có đồ lắm. Cho nó đi bộ lên nhá. Còn Manlock phải đi bộ lên. Còn nhòn được. Nhòn sấy cũng khá là ra phải tí tí ra. Ra một mệnh này thôi. Hai con Yon à. Được đấy anh em ơi. Thì Yon cũng được đấy, trận này không ai Yon mấy đâu. Yon thánh đồ. Thấy con Senel 2 về cầm máu. Yon hai đồ này, Senel cầm tạm cái này. Ok, tạm tạm được. Con mình còn liềm này. Hết cả liềm mà cũng không ăn được bên kia nha. Xenia không ulti được phát nào này. Ok, chắc là thua tiếp rồi. Thua 3. QC chắc bỏ, chắc mình QC được. Ma tộc thì cứ để đó nhá, để đề phòng thì đã ra cái thẻ thánh đồ, thẻ gì đó. Yon thì khả năng chơi được. Thần. Rất nhiều Yon luôn anh em ơi. Hay chúng ta đã chơi Senel luôn nhỉ? Hay chúng ta đã chơi ấy nhỉ? Hay bỏ luôn được rồi. Chứ nữa bỏ bán thần lắm. Bán thần cho vào cũng khá tín nên là mình sẽ tạm này đi, xong rồi sẽ cho thêm thánh đồ các thứ vào nhé. Hai liềm.
bốn thánh đồ thì sao nhỉ? About this. Thật lúc chưa biết đánh gì anh em ơi. Tận dụng những gì chúng ta có. Lo xin luôn. Shall vanquish darkness. Shall vanquish darkness. Đi đám đấy nhỉ? Con này sấy cũng ra đam nữa rồi anh em. Hai con thú này cũng chưa ghép vào được. Bỏ bán thần à? Yon bốn con mình cầm hết, trận này mình đánh full Yon. Hai choi không cần lắm ta. Đang kẹp thêm nữa. Hai choi tín hơn. Chơi này một chút nữa đi anh em ơi. Xenial nó hồi máu sớm sớm một tí là được. Trông hơi lò lò ấy mà mình sẽ quyết định thử nghiệm một đội người tiếp thêm một chút nữa. Nghĩa bắt thành công. Có thể thành công đã có được cần. Xenial ulti sớm này. Già nhiều đam thế. Già hai thôi mà nhiều đam vậy. Cho này nó già luôn vẫn được. Cái floor 1 kia trông cũng hơi quèn. Mong ra một cái thẻ thánh đồ, thẻ thú, thẻ ma tộc gì đấy anh em ơi. Ta cần rất cần một cái thẻ. Và rất cần những con thú nữa, không hiểu các con thú ở đâu hết rồi. Thì hãy vứt hết bản thân đi còn thay thú vào nha. Căng nhỉ, bạn em mỗi bạn một đội hình à? Nhiều đội hình nhé. Nhiều đội hình để lựa chọn đấy, bọn này thì đánh hắc ám thú rồi. Ám chỉ đánh không chơi được, chả có đồ hay choi rồi. Chả này không có nhiều người đánh thánh đồ lắm mà nên là mình cứ cầm nhiều choi là tí tí. Còn này có hai kia khả năng cân hết đấy. Trừ khi choáng được nó em ơi. Choáng được nó là các thứ. Sấy được con Nacon 2 thôi, đứng yên thôi được. Đó, ba bốn con thánh đồ đánh vào người nó là được. Ulen ulti được. Đúng rồi, cứ sấy vào người nó. Còn liềm. Ok sấy. I'm the type, I'm the vibe, everybody's everyone. Every night, I can put all your secrets in my pocket locket. Keep it down, so I'll drop it. Con floor chắc ra hàng dùng một lần thôi anh em ơi. Dùng một lần mình vứt luôn. Lúc sau mình vứt floor cả bán thần đi luôn nhé. Nhiều floor đằng kia mà xin được con đôi ngon. Hồi máu 2 lần, hồi máu 3 lần, 4 lần này. Nốt còn là ok, thế thôi anh em ơi. Gần nhiều. Ok, vứt được mấy cái bán thần đi rồi. Vera này. Đào thú lên rồi này. Enzo này vứt được rồi này. Thú lên. Oh.
Mình muốn đánh hai con Yon cơ anh em ơi, phải có hai con Yon đánh nhá. Ủ hai góc nó mới cân được. Chứ phải bỏ con ban Doom đi phát. Hai Yon rồi đánh Senel rồi đánh thánh đồ, các thứ cũng được. Đồ đẹp này. Cái đang đánh con ma tộc này đó nhé. Xem nhà cùng đây ma lốc đằng kia. Ma lốc à? Đồ cho ai cho Senil liền. Thương để đâu? Thương bắt kia đúng không? Một thương bắt bên này. Này con Flon teo bắn góc kia. Thương này con Flon này không sợ đâu. Thôi để góc này nhé. Má lốc mình có cho kìa, đứng cho đứng giữa được. Né Bam này. Né Bam vào đấy không nhỉ? Ok, nhảy 3 phát này. Ok, né hết đam anh em ơi. Né gần hết đam của đấy đấy. Nhiều choi quá. Ma lốc khá nhiều đam hôm nay cho ma lốc được rồi. Hên nè. Ngon ơ, ngon ơ. Đây mình phải bỏ con Senel đi được nhá. Nhưng mà để xem nhiều góc ám chưa đã. Xem nào. Một nhà hắc ám, hay hai nhà hắc ám, ba nhà hắc ám, ít nhà hắc ám lắm em ấy, khả năng cứ giữ Senel cũng được. Con thêm này thêm nào. Dòng thổi đẹp nhỉ. Con thêm mình bột một hai phát gì đấy. Một phát này. Này tắt vẫn khổ sao trông nó khổ ấy. Lát em ơi. Này còn có hồi máu ấy, quái gì. Tắt vẫn khổ. Một. Ok vậy chứ. Bắt game anh em ơi. Và đấy bắt game kiểu gì nhưng mà bắt game được. Hai Yon này. Con này không cần nữa này. Hai Yon à. Yon mà bắn đi. Đánh cho Senel đi. Yon. I'm the type, I'm the vibe. Lily chắc không cần đâu nhỉ. Lights, I'll let my bit justice reign supreme. Lights, đứng bắt đáy bên này anh em ơi. Justice reign supreme. Bên kia sao mà lúc mình chết sớm nhỉ? Lúc mình vào đấy bị floor xiên hay không nào? Xiên ý, chết sớm cực. Hay bị Lily choáng nhỉ? Không để ý ấy, em ơi. Rồi em bận nhìn sang bên góc Senel. Chắc bị Lily choáng. Đây. Quét. Nó chậm có quả floor này, nó xiên đáy lúc này mình không dám cho con Yon sang này. Chứ thực ra con Yon mình sang góc bên con kia ok vãi. Yon mình sang góc bên đấy uy tín luôn. Đây, để mình counter con Volcat này này. Trọng nhất là con Volcat này này. Nhảy được một phát này. Hai, còn hai thánh đồ anh em, hay ba thánh đồ. Cầm lặng là thánh đồ, cầm lặng các thứ nữa. Chịu con cát hài khỏe quá, đấy phải có Yon trong góc bên kia mới đỡ được. Đỡ được. Cát hai. Khỏe thế. Cát hai sớm đấy. Đồ đẹp nữa. Ngọc đại trách thánh.
phải cho này là bạn kia mà đâu còn góc này. Liềm này để cho con đi. Chắc là phải đam anh em ơi. Quên mất, bỏ con già ít nít các thứ đi mua đam mà giết hai con quái mất. 9 8 7 6 5 4 3 2 ok, thế thằng sao này. Chắc mình đập con Yon 3 hay là đập con Thên 2 hay con Cát 2 à? Chắc một trong mấy lựa chọn đấy thôi, nhưng mà khả năng lựa chọn là Yon 3 sẽ hợp lý nhất anh em ơi. Có con Cát này. Chết dở rồi. Vội quá không kịp nghĩ anh em ơi, chỉ kịp dùng não không phải 5 giây cái não rồi thôi. Thích tiền anh em ơi, tiền chút này phép mua luôn thêm này, chắc bỏ ta thêm chơi được, mình giữ thêm lại đi. Sách thánh nhá hay truy hồn nhỉ? Thánh đi. Thánh rồi. Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui ôi. Mà không cho con Yon này vào được à? Bây giờ nhưng mà Sephira đâu anh em ơi? Quét nộ. Vội quá anh em, không kịp dùng não. Cát. Cát nhảy. Nhảy được con cát bên kia này. Con cát vẫn nhảy tiếp này. Đi cầu được kìa. 15 máu anh em ơi. Con cát nhảy thêm một phát nữa là ngon này. Ok. Wow. Ây da. Ê quả này được ta, nhưng mà fuck dude. Con Sephira cơ. Ai cái trưởng thật. Nhưng có Yon mình sẽ counter được Von Cat anh em ơi. Chuyện này truy hồn là phụ, Yon là chính. Biết là con Yon anh em. Mà thêm một tướng nữa thì mình thêm tướng quái là gì nhỉ? Có thêm tướng gì rồi đâu. Làm gì có tướng gì mà thêm đâu, mình bán trừ hai con kia trong lúc vội vã rồi. Phải tích tiền anh em ơi. Tiền, tích tiền. Ây ơi, một con thê này, không muốn mua con thê này quá. Mua con thê này không cho vào được. Đấy, có vấn đề. Quá. Thường bắt giữa, thường bắt đáy vẫn đáy, thường bắt đáy bên kia nữa, không nhất quyết không đổi hướng anh em ơi.
Tôi vẫn bắt đánh ở đây bên này. Không đổi góc anh em ấy. Bắt buộc đánh góc này. Đã có đổi chỗ cho Quy này. Chết là dính người kia mình rồi. Xế con Nacod này không? Xế con Nacod chẳng đứng yên luôn được. Chém thường với một phát là chết Yon nữa. Bắt thống khổ nữa. Quá khổ anh em ơi. Con cát mình không có liềm, à không có sách thánh. Nhưng vẫn chém được này. Ê khỏe quá, khỏe điên. Chưa thua anh em ơi, khả năng bạn này mà đi thì mình sẽ bớt một cái thương để mình lo này. Ok, một bạn nữa đi rồi. Bớt một cái thương. Mỗi ngày bớt một cái thương anh em ơi. Nhưng mà đắt thế, sao cứ đắt thế. Đấy, đi vào đây. Đắt quá anh em ơi, đắt quá. Nacod nhá. Một thương bắt đáy, mình sẽ chui góc bên này. Để mình cho cái thương bạn kia xuống kia, Nacod xuống đây, mình đẩy góc đấy ra. Nacod sẽ chui vào giữa. Ồ không, thích thì cứ để góc này thôi anh em ơi. Để Yon góc này thôi được. Thêm shop tứ mình thêm một con thên. Hết cả tiền em mới phao rồi. Chạy hết cả tiền. Gần một sách thánh. Cần một cái sách thánh quá. Đây quả này không ra ngọc đại ra sách thánh này ngon không? I'm the type, I'm the vibe. Every night I see secrets in my pocket, lock it. Now keep it down, let my heart drop it. Sách thánh. Sách thánh đây. Rôn, một vàng. Chúng ta sách thánh à? Này cho con crab nhỉ? Nó nộ liên tục. Ừ, cho con thên, nhưng mà chưa có thên em. Thật là bình tĩnh này. Thương này ở đây, mong cắt Nacod ở kia, mong Nacod giữa đúng không? Nacod này chui sát đúng không? Nó sẽ chui vào con quy mình. Không có gì cả. Nacod được chui góc đấy. Chỉ mình chơi liều phát, mình sẽ đẩy con này ra đây. Thôi, đừng liều anh em ơi. Đấy, lại đổi góc mà. May ở đây mình không liều nhá. Nhưng mà quả này chắc mình đã thắng được. Đang đi rồi. Nacod, không, Nacod không có truy hồn. Yon mình mà sấy được là nó vẫn sấy được. Ok, Nacod này đi này. À đâu, ủa Nacod này đi này. Sấy vào Volcat cơ. Choáng nó đi. Làm gì với Volcat này đi. Thánh đồ nó đi. Đúng rồi, thánh đồ nó đi anh em ơi. Đấm nó đi. Choáng nó. Đánh thường. Tụt thế chứ. Rồi mình cho con thêm vào này. Sách thánh quan trọng rồi. Truy hồn quan trọng quá. Quan trọng nhất. Van heo này. Ok, thêm một con thêm anh em ơi. Thêm được một bạn thêm. Thêm cho đồ cho thêm luôn nhá. But I don't make a name for myself here. Ngọc đại này sẽ quy. Hai đồ này của quy cho thêm. Ok, cho thêm. Ngọc đại cho quy. Và cái đồ này cũng cho quy nốt đi. Bạn đang cái này mà sẽ khi đổi góc à? Tôi kệ kệ bạn ấy, mình đang vội anh em ơi, mình không nghĩ được. Cần chút ta. À đây vẫn thấy con Volcat là ngon này anh em ơi. Người ta sấy được trúng người con Volcat là xong rồi. À, trận đấu sẽ kết thúc được. Cố gắng chạy con Volcat bạn ấy đấy. Bạn cái này cái này mà sẽ khi quy thên. Thên đứng đấy à? Thên đứng đấy chưa đẹp lắm anh em ơi. Chúng ta tìm được một góc nào mà thên đứng đẹp hơn thì sẽ đồng tín hơn và lập được con thên 2. Thên mà thên này thên 1 mất 10.000 đam. Lên thên 2 anh em ơi. Thên 2 tín không? Ngọc đại, khả năng đọc ngọc đại là thên đi. Ngọc đại là thên sẽ tín hơn là quy, mà dù quy đấm được luôn. Quy đấm được luôn cũng là một cái trò trống đấy. Nhìn ngọc đại cho crack đi. Thên này, quy này. Tại con thên này cứ thên 1 nên mà mình không dám chơi ấy anh em. Kiểu bị hèn ấy. Hèn sao ấy. Cát à. Con cát mình thì cứ chơi góc này thôi là tín rồi. Lily xuống góc kia chẳng quan trọng. Thên Nacod chui này. Nacod chui góc này. Không, không trọng. Kệ vào này. Kệ vào này thích làm gì là. Con thứ nhất là con rồng này nó sẽ thổi được vào con cát của mình. Nó sẽ có hắc ám này. Nhưng mà nó không có truy hồn và Yon mình vẫn thổi sấy được vào góc đấy.
Yon mình xấy được đôi này. Nagot này xấy đến sáng mai không chết. Yon mình em ơi, Yon mình nó có cái Gaia xấy không là giết được. Ok anh em ơi, cứ thế này thôi là sẽ an tâm này. Lên con thêm hai phát, lên con thêm hai phát mình sẽ đổi đồ cho thêm liền. Thêm giờ đang cầm, thêm giờ đang cầm choi này, hay choi sang cho quy, à không quy ngọc đại, à không ngọc đại ở bên kia. Quy sống được khá là lâu này, nhưng mà mình cần con thêm. Nhất quyết không ra thêm rồi anh em ơi, đang cao nhất quyết không ra thêm rồi. Đổi sang bên kia, nó mình đổi con cát sang bên đấy được nhá. Mình sẽ cho quét sang bên này là đủ tanh rồi anh em ơi. À đổi góc luôn anh em ơi. Không phải thì phải chạy hết. Kệ bạn ấy chạy đâu chạy. À bắt con do mình à. Quy đấm được này. Ai à, khả năng quả này không chạy hơi sai anh em ơi. Quả này bắt đáy anh em ơi. Đáy thì hơi bất ngờ. Hai tên hai bổ. Con cát vẫn nhảy được này. Con cát mình ba đồ xịn nhá. Nhưng mà quả rồi không chạy là hơi sai anh em ơi. Đã quả rồi mình chạy. Các hai này cũng không giết được mình, trừ khi đánh thường phát cuối à. Không, quả đấy may đấy anh ơi. Quả đấy may ấy, bạn ấy bắt top mình ấy, bạn ấy bắt con Yon mình lên. Mình không làm gì được, mình định chạy nhưng mà mình không chạy kịp. Quả đấy bạn ấy đánh hay ấy, nhưng mà mình may, trận này mình may. Vậy thôi em á, mình đến đây kết thúc rồi. Anh thích clip thì hãy like, subscribe và... Mong là mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Bye bye.